Tại vì anh xin là lúc 6 giờ chiều. Hơi sai, tôi đi về dỗ đi. Bây giờ happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Quạt miếng. Cảm ơn các em. Cái này ước 5 tỷ, cái kia ước 7 tỷ. Ước gì mà ít quá vậy? 5 tỷ đô. Mẹ, ít vậy, lỡ. Cảm ơn em. Rồi, Happy birthday to you.
Từng rồi. Hai ba vô đi rồi. Hai ba vô. Ờ chị Ngân. Chị Ngân. Rồi, giờ đây thôi nhận đi. Bình tĩnh. Không cho nhỏ nói luôn. Phát biểu sao mà khóc hết nguyên đám luôn nè. Dạ, chết rồi. Để em soạn lại. Soạn không soạn như chăng diễn văn rồi nè. Dạ, ta hay nói là giúp người thì giúp công cụ chứ đừng có giúp giúp gì nha, miếng ăn chứ đừng có giúp miếng ăn thì tụi em gửi anh công cụ. Tụi này xin tụi em mong rằng năm nay anh sẽ trở thành người tài. Con bé nguy hiểm nha. Một hồi mới quay. Trời ơi, nguyên đám nè, nó tặng tôi về mà đặt. Vô cùng công cụ ạ. Công cụ này sẽ giúp chúng ta trở thành nguyên đám. Nói chung là thiệt tình là, không thấy vui luôn. Hy vọng trong đây bỏ cục vàng hay gì vậy, đưa ba cái mic. Hình như mình có bô, mình mới mua 4 cái phải không? Dạ chưa. Để xem bỏ nữa. Thôi nói đùa chứ cảm ơn mấy em. Không em có thiệp, có cái thiệp không? Dạ vâng có thiệp anh ơi. Có thiệp luôn. Đọc luôn. Thôi sao này biết ta. Trời. Thì nó có chứ. Không. Cái vũ trong đó. À, Colorman Production và Colorman Network thương tặng anh, chúc anh tuổi mới nhiều sức khỏe và thành công. Together we grow, together we fight, together as one. Thiếu một câu. Together we win. Không chưa anh. Ai khóc? Anh vẫn chưa khóc. Dễ. Chị biết anh khóc rồi là dễ kiếm lòng. Dễ kiếm nước mắt của anh lắm á. Đó chưa rưng rưng rồi. Thôi thôi. Không có gì đâu. Né cho em kiếm cơm cái. Rồi kiếm cơm xong chưa? Đổi ra đi, kiếm xong mà đổi ra. Lần sau không đừng có tặng anh mà tặng cái món quà mà nó rẻ tiền vậy. Mất anh ơi. Anh nói ngồi đi chứ. Hả? Nói rồi. Thì đó anh nói là năm sau đừng có tặng anh món quà rẻ tiền. Thôi bây giờ mấy đứa này mình không có thích phát biểu, mình đừng có phát biểu quà. Bây giờ nói anh. Nói tóm lại là cảm ơn các em. Thật ra anh cái ngày sinh nhật của anh á, anh cũng không có, anh thích tổ chức sinh nhật không phải là vì muốn nhận quà sinh nhật, mà thật ra thì ngày sinh nhật anh nghĩ là cái ngày mà anh em mình nó gắn kết. Anh hay kiếm cớ này cớ kia thôi à. Tại vì anh lần nào anh cũng biết năm nào sinh nhật quà cũng bèo cỡ này cỡ xuống. Nhưng mà cái sinh nhật là của anh để anh em mình hội tụ thôi. Và cái món quà lớn nhất của anh là nhìn thấy tụi em trưởng thành. Tại vì anh cứ mỗi một năm chúc một tuổi mới là thêm là mình già rất nhanh. Mà em mình thì, em út mình thì nó lớn rất chậm. Cho nên là niềm vui của anh là thấy các bạn trưởng thành. Bạn nào trưởng thành thì đó là món quà lớn nhất của anh. Cảm ơn các em. Giờ khóc thiệt rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đúng giờ rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, thì hôm nay mình phải cảm ơn
anh Tùng, anh Liêm với nhà hàng Lunet. Thật sự là anh em mình là đi, mình tổ chức rất nhiều show, đi đâu cũng nói chung là bà con người ta yêu thương. Nhưng mà riêng ở Lunet thì thật sự là dành cho mình một cái tình cảm rất đặc biệt. Sướng quá. Thứ hai nữa là ở đây thì anh em mình khỏi nói rồi. Thì hôm nay là anh rất là cảm ơn cô Yên. Cô Yên. Cho Yên đang đi tiểu phải không? Đây, cô Yên đây, cô Yên đây. Cô Yên. Rất là vui là có thêm một người anh em. Thật sự là như vậy. Và rất là vui. À, còn anh em mình thì đương nhiên tụi em phải đi theo anh rồi chứ sao. Nhưng mà cô Yên là cũng biết dùng từ gì, nhưng mà rất là vui có cô Yên đồng hành. Và hy vọng năm nay mình có nhiều thứ để đồng hành tiếp. Và hy vọng vậy, hy vọng vậy. Còn hôm nay là cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp của số diễn cuộc đời. Kỷ lục luôn. Coi như tới nay là số thứ 12 nè, số 11 đúng không? Thì cái anh Cường là một cái câu chuyện mà thật sự là anh nghĩ là một cái dấu ấn, một kỷ niệm đáng nhớ. Hôm nay kỷ lục luôn á Cường. Mà cái hay nhất là hôm nay là vừa anh Cường nè, rồi cả anh Thanh Điền nữa. Và nãy mình đứng cho nó mình thấy anh Thanh Điền anh nhường 15 triệu với 5 triệu thật ra chênh ra cũng lớn chứ một. Mấy anh đâu có. Thì mong rằng Cường đây là một cái kỷ niệm ha. Là một kỷ niệm thôi. Dạ. Ừ. Thì lâu lâu có cái dịp nào mà ấy thì đừng lo, đây là Lúa Nếp là sẽ sau cái suy diễn cuộc đời là Lúa Nếp sẽ còn giúp cho rất nhiều giống như nhiều những cái con người giống như em vậy đó, có tài năng mà có đam mê nhưng mà mình thiếu cái đất diễn á. Sẵn cái sân khấu Lúa Nếp thì ở đây miền Tây anh miền Tây, dạ. Anh cũng không có thể đi tới nhiều lên xuống nhiều được giống như ở Sài Gòn. Dạ. Ha. Rồi. Mày cũng có lời nói chúc cho anh Điền sinh nhật rồi đấy. Rồi. Đẹp rồi đó. Sống mãi không có già. Thôi. Em nói gì đó anh tiếp tục cái đường đi để mà giúp cho những người khốn khổ. Tại vì em nãy em có nói Vũ Điền mà nãy tại hai anh Điền cho nên em biết nói gì giờ phải phân biệt ra cái chỗ Vũ Điền với Thanh Điền đó. Nói vậy đó. Thôi bắt nói. Em nói em là cái dạng người không biết nói, ít nói lắm, nói không có. Anh nghĩ là trong trong nói. Cái cuộc đời mà làm nghề của anh. Dạ. Thì cái mũ nón của em á. Dạ. Là một trong những cái mà anh sẽ rất nhớ. Có nhiều những dần xui diễn cuộc đời lắm. Mà có những người mình nhìn có những hình ảnh mà không bao giờ mình quên được. Cái hình ảnh của Cường là thật sự luôn, lúc mà ngồi coi video đó là quyết tâm phải làm được. Mà hôm nay làm được một cái chương trình không biết nói gì luôn. Em dù Cường không phải là nhân vật xuất sắc nhất nha. Yeah. Nếu nói tài năng này nó nói Thanh Điền tài năng rồi, cũng có nhiều người tài năng lắm, nhưng mà cái Cường có một cái mà anh nghĩ là rất mộc mạc thôi, đáng vậy nha. Yeah. Em mong là hy vọng món đời của em càng ngày càng tiến bộ. Yeah. Rồi thôi, cảm ơn tụi em đã dành cho anh rất nhiều tình cảm, nhưng mà tại vì chương trình ngày mai còn nữa. Thôi bữa nay thì anh chỉ riêng đặc biệt cảm ơn. Mặc dù là sáng là cô về từ trưa rồi, nhưng mà giờ vẫn ráng ở đây. Cô về xong cô nói cô đi rồi, chứ không được, cô phải ở đây chút xíu nữa. Cảm ơn Tùng với anh Liên. Hy vọng anh em mình còn hợp tác dài nữa. Dạ. Cho em gửi lời cảm ơn chị là cái bánh sinh nhật rau câu rất là ngon. Và ngon anh ơi, em cũng thề với anh là em không mới ăn bánh sinh nhật, em sợ bánh nó ngọt mập. Mà bữa nay em ăn 6 nếu cái này mới thứ 5 rồi đó, ngọt đúng không? Bây giờ xong rồi sao? Không, bánh sinh nhật không mới mà anh nói không bánh sinh nhật rồi xong không thì tụi em ăn đi. Anh biết tụi em mua bánh sinh nhật của anh để tụi em ăn mà. Em lựa theo hương của em. Nói cho các ơi, các bánh. Mấy đứa thích ăn bánh bắp thì nó nói vậy. Cùng mẹ này. Quá, bữa nay nó biết mình là thích ăn bánh sô cô la thì nó đi mua cái bánh bắp. Bánh bắp. Nay mỗi bánh bắp.
Tại vì cậu đó không có ngọt. Rồi nói với anh em mình chắc là các bánh ăn hả? Dạ ăn. Rồi các bánh xong rồi ăn xong mình về để cho anh em dọn dẹp nữa. Dạ. Ăn lẹ đi kìa. Tự nhiên. Thôi cảm ơn các em, các em ơi. Cắt để cho Phật. Điều ước mới thành thường thực. Hồi nãy em đâu ước gì đâu. Ủa? Anh với chấm mười sinh nhật anh với chấm tỷ. Quay 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 chữ quay chữ trời. Em phải suy nghĩ. Suy nghĩ anh của chúng mình. Anh Color Man phải suy nghĩ dữ lắm mới biết được á. Anh sợ không? Sợ bà rồi đó. Vậy là chúc mừng ba của chúng em. Anh của chúng em à? Anh Color Man à? Nói luôn à? Còn trái tim nữa. Không, cấm giả bộ đó. Rồi nhìn em luôn anh ơi. Nhìn bánh luôn nhìn em luôn. Ủa, tự nhiên bánh thì tao sai. Tao kì. Bánh kì. Nếu sai vậy qua bánh chụp bánh đâu chụp ảnh được. Thôi làm sao làm cơm được nghe quá. Kiếm cơm được kiếm. Mình đã nghe sự ưu tú. Chứ Hoàng Anh nó đang làm gì á. Đang trên đường lên nhân dân nha. Rồi cắt đi. Bánh nó nóng luôn. Anh cắt rồi. Em. Mà nó quá hả. Dơi sợ.